khi mà The Voice hết thì Hà cũng gặp lại các bạn thí sinh của mình, đưa lời khuyên cho các bạn là mỗi người phải đi một con đường như thế nào. Lúc đấy thì Giang vẫn khăng khăng là em sẽ ra Hà Nội và chạy theo tiếng gọi âm tính của mình. Hà bảo con điên. Vì cơ hội sẽ không đến với mình nhiều lần. Và đặc biệt lúc đấy các bạn còn trẻ, nhiều đam mê, và Hà nhìn thấy Giang là một giọng hát mà sẽ được rất là nhiều người yêu mến, và kể cả ngoại hình nữa, cũng như là rất là thông minh và ngây thơ. Điều này cũng hơi có một tí khùng nữa, nên là có rất nhiều yếu tố để có thể trở thành một ngôi sao ở thời điểm đó. Tuy nhiên thôi, cũng đánh giá là một cô gái có thể yêu hết mình, đau đớn tận cùng nhưng mà lãng quên hơi lâu. Không giống như thế. Nhưng mà dù sao đi nữa thì 10 năm qua chắc có lẽ là Giang đã có rất nhiều bài học cho mình, và ông trời đã không phụ lòng Giang. Và Hà cũng đã nhắc đi nhắc lại với Giang, điều quan trọng nhất nghệ sĩ là phải có tài bổng, còn lại là phải có ekip và những người có tâm ở bên cạnh mình. Và thực sự Giang đã tìm thấy được điều đó, và mặc dù đến hôm nay chị có thể nhìn thấy ra mọi thứ hoàn hảo và chuyên nghiệp từng khâu một. Và chúc mừng Giang, chúc mừng cả The Boss, các bạn đã làm rất tốt và Hà rất ấn tượng trong cái show diễn ngày hôm nay. Hey yo, đây là Sao Vivu, Vivu cùng Sao Việt. Các bạn nhớ theo dõi kênh, ấn subscribe và bật nút thông báo cho video mới nhất nhé.